Hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì các lễ hội truyền thống được tổ chức khắp nơi tại mọi miền của Tổ quốc. Và nơi tôi đang đứng đây, đó chính là đền Sóc của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Theo truyền thuyết thì nơi đây là nơi mà Thánh Gióng sau khi đánh thắng Giặc Ân đã cởi bỏ áo giáp và bay về trời. Hội Gióng tại đền Sóc được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 8 tháng Giêng âm lịch để tưởng nhớ công lao chống giặc ngoại xâm của Thánh Gióng. Đây là cái gì đấy ạ? Hoa tre. Vâng thưa các bạn, đây chính là cây giò hoa tre và đây là một trong 8 lễ vật được dâng lên Thánh Gióng và đền thượng. Và lễ vật này là lễ vật đầu tiên của thôn Vệ Linh. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem ý nghĩa của cây giò hoa tre này là gì, cũng như là cách làm cây giò hoa tre này như thế nào nhé. Xin mời các bạn hãy theo chân tôi để tìm hiểu. Cô ơi, cho tôi hỏi đây phải là nhà chú Lợi không ạ? Vâng. Sau một hồi tìm kiếm thì tôi đã tìm thấy nhà chú Lợi, một trong những người làm giò hoa tre nổi tiếng của thôn Vệ Linh. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau vào chúc Tết nhà chú, cũng như tìm hiểu xem cách làm giò hoa tre như thế nào nhé. Xin mời các bạn. Ngôi nhà của chú Lợi trong những ngày này luôn bộn bề công việc với những thanh tre và những bông hoa tre. Mọi người đều khẩn trương chuẩn bị để có thể hoàn thiện cây giò hoa tre trong thời gian sớm nhất. Tới nhà chú Lợi trong lúc mọi việc đang còn dang dở, tôi có cơ hội được tìm hiểu chi tiết từng bước để có thể làm ra được một cây giò hoa tre hoàn chỉnh. Bước đầu tiên để làm cây giò hoa tre là chúng ta sẽ cùng nhau tìm những cây tre đủ tiêu chuẩn và tôi sẽ cùng chú Lợi sẽ cùng đi tìm cây tre. Trong hỏi chú là chú ơi thì một cái cây tre đủ tiêu chuẩn thì là cây tre như thế nào ạ? Cây tre đủ tiêu chuẩn trước hết là cái chóng phải dài từ 37 đến 40 phân một đốt. Vâng. Thế khi mà nó không sâu không gì cây tre bánh tẻ, nó già quá không làm được. Mà lon cũng không làm được và là tre bánh tẻ. Độ dài là phải từ 37 đến 40 phân. Dạ vâng. Một đốt. Vâng, thế thì chú cháu mình sẽ cùng nhau là tìm luôn cái tre ở đây nhá. Vâng. Các bạn ạ, cái việc chặt cây tre, chỉnh cây tre cũng là một việc khá là nguy hiểm. Nhìn ở dưới thì các bạn có thể thấy cây tre khá là đẹp. Nhưng chú Lợi phải lên tận trên bụi tre, lên tận trên cao để chú xem từng cây tre một. Bởi vì có những cây bị sâu, bị kiến thì những cây đấy phải là những cây tre không đạt tiêu chuẩn và phải tìm những cây khác. Và chú Lợi đang phải một mình trèo lên trên bụi tre rất cao trên kia để chú tìm một cây tre đạt tiêu chuẩn. À, chú Lợi cho tôi hỏi là chú đã tìm được cây tre chưa ạ? Cây tre đạt tiêu chuẩn chưa ạ? Tìm được một cây đấy, trên đỉnh. À vâng vâng. Các bạn có thể thấy là cây tre mà tôi và chú Lợi đã tìm được rất là đẹp. Và cũng rất là nặng nữa. Và bây giờ tôi sẽ mang về nhà chú Lợi để chúng ta sẽ cùng nhau chặt ra thành các cái giống nhỏ. Mũi cái tre chỉ lấy đoạn giữa thôi. Ngọn. Thưa chú, một cái cây tre bình thường mình chặt ra này thì mình sẽ làm được bao nhiêu bông hoa tre? Một cây tre to thì được khoảng 80 cái. 80 cái? 80 cái. Nếu mà lọc cố thì được 100 cái, nếu ít cây được 100 cái. Vâng. Thế một cái tấm tre này bình thường là mình chặt được bao nhiêu cái thanh nhỏ này? Một chóng được tùy theo cây to, cây bé. Cây to thì được nhiều, một cây bé thì ít. Cây dày thì được nhiều hơn. Thưa chú, biết những thanh tre như này rồi thì bây giờ là mình sẽ là kéo hoa. Đúng không ạ? Nếu kéo được thì cho có cái đồ này mình kẹp vào đây. Kẹp vào đây, giữ kéo ra tay. Kéo cái kẹp này thì mình làm sao nó giữ được ạ? À? Làm sao nó giữ được? Ở trong nó có cái chốt đi nhỉ? À, chốt đi. À, nhưng mà kéo phải đơn giản thôi nhỉ? Kéo thì thấy cứ cầm chặt cũng kéo vào. Nhìn thì nó là đơn giản, nhưng kéo không đều. À, cái này thì có sắt đây với cả dao để mình giữ lại. Cái dao thì cần phải sắc không chú? Dao phải sắc, sắc thì nó thì cùn và trơn luôn. Và rất là cái này mà nó bập một cái là vậy. Cái kẹp này giữ, kẹp cầm chặt vào đây, cho cái bàn kéo. Cho cái bàn thì để thẳng, để thẳng, thẳng, thẳng. Kéo đều tay. Bỏ ghế lên đấy mà ngồi. Cái xe này đẹp không đều rồi. Đây là sản phẩm đầu tay của tôi. Mặc dù không đẹp lắm nhưng mà đúng là không hề dễ dàng. Như khi tôi nhìn thấy
Bây giờ là chú Lợi đã phải rất vất vả khi phải làm đến tận là chú làm bao nhiêu cái chú nhỉ? 1.000 cả. 1.000 cái. 1.000 cái mà trong khi mà tôi chỉ làm một cái thôi mà tôi đã thấy mỏi hết cả vai rồi. Chứng tỏ đây là một công việc cũng đòi hỏi rất nhiều sự kiên trì cũng như là sức khỏe. Khác hẳn cái mà chú Lợi với cả chú Lợi làm. Dù kéo cảm thấy rất là nghệ thật nhưng kéo cũng phải thế thì không phải dễ dàng một tí nào. Có thử kéo nữa không? Và chắc là cháu chỉ làm như thế rồi, nếu mà kéo nhiều quá là cô chú là hỏng hết. Chắc là cái ngắn mà kéo. Đây đi tôi quay cảnh dưới. Chứ chú, mình kéo đã khó này rồi thì liệu cái người cầm dao ở trên thì có dễ không chú? Cầm dao khó, nói chung tất cả ai này. Thế là cháu thử cầm dao xem nó có dễ hơn là kéo không nhá. Dễ hơn là người kéo. Không có cầm nhiều. Chú ấy cầm này là phải giữ đều tay hả chú? Đều tay thì không đều tay. Các bạn là tôi đang thử cả hai công việc. Đó là người kéo cũng là người dùng dao để tước luôn. Nhưng thực sự là đúng là không như tôi nghĩ. Chỉ cần không đều tay thôi là coi như là hỏng. Và từ nãy là tôi đã làm hỏng của chú Lợi không biết bao nhiêu cái rồi. Cạnh tôi đây là cô Nhung, cô là vợ của chú Lợi. À, cô ơi, cho hỏi là cô đang cô vót nhọn để làm gì cô? Cắm vào cây giò. À vâng. Cô ơi, cô có thể cho cháu làm thử được không cô? Dạ. Rồi, cháu không vậy. À, bây giờ thì tôi sẽ thử làm vót cái bông hoa tre này. À, tôi đã vót gần xong được cái cây giò hoa tre này rồi và thực tế thì nó không dễ dàng lắm và của tôi trông khá là xấu. Cảm ơn cô Nhung rất là nhiều. Thôi, cháu giả lại cô ạ. Kéo nó chắc là vẫn kéo được. Như là Văn Minh không có mồm à? Có sức khỏe. À, Văn Nhung. Vâng, thưa các bạn, thì đây là thành quả của chúng tôi sau một ngày làm việc vất vả. Và sau khi mà chặt cái tre thành các cái gióng tre, chặt những cái thanh tre nhỏ và chúng tôi đã kéo, Lợi đã kéo rất là nhiều cái thanh tre thành những bông tre. Và sau khi vót nhọn xong thì chúng tôi đã bó lại thành từng bó khoảng tầm 10 cái và phơi trên giàn và sau khi phơi xong đến ngày mai thì chúng tôi sẽ nhuộm màu vàng, màu đỏ cho những cái bông hoa tre này. Việc tốn nhiều thời gian nhất cuối cùng cũng đã gần hoàn thành. Tôi và chú Lợi đều cầu mong về đêm trời sẽ không mưa để những bông hoa tre có thể được phơi khô vào trưa ngày hôm sau. Thưa chú, nhà mình là bây giờ làm xong mấy cái cây bông này chú nhỉ? Xong rồi đúng không? Xong rồi đó. Vâng. Thế bây giờ xong rồi là mình sẽ là nhuộm chuẩn bị để nhuộm. Nhuộm thì cần chú ý gì không chú? Nói chung là nhuộm phải cho phẩm với lại cho thuốc vào đúng liều thì nó mới đẹp. Nếu mà cho không đúng tiêu chuẩn phát thì một là nó thấm hoặc nó nhạt quá, nó không ra gì, nó xấu hơn. Vâng, thế còn cái này chú? Các cái này là chú đang nhặt những cái đậm màu xanh này để sau chú làm cái đại lộc ở trên đỉnh. À, đại lộc. Vâng. Và đây là chúng tôi mới cả chú Lợi đang trang trí cái giò hoa tre này bằng đầu rồng và đuôi rồng được làm từ bì cắt tông. Rồi bên cứ buộc căng bên là được. Chú ơi, chú mình đang làm cái thân giò à chú, cái thân tre, cái thân giò. Gọi là gì chú? Cái cây này là cái thân cây giò đầu nước thôn Vệ Linh. Mình chọn một cây chuối. Cây chuối à? Cây chuối xong là bục rơm bên ngoài. Bó thêm rơm bên ngoài. Vâng. Cây chuối đấy cần chuối gì không chú? Cần chọn cây chuối như nào? Chuối nó vừa phải, nó không già. Vâng. Đủ độ cao. Vâng. Mét rưỡi chú nhỉ? Tầm mét rưỡi. Khi mình cắm cái bông hoa tre là mình cắm vào cái nào chú? Cắm vào cái dây chun này à? Cắm vào cái nõi của cái chuối này. Cái đẻ. Và cái bó rơm này.
Thân cây chuối sau khi được bó rơm xong sẽ được đóng cố định vào kiệu bằng những chiếc cọc tre đã được chú Lợi chuẩn bị từ trước. Trong khi đó, những bông hoa tre cuối cùng cũng đã khô và chuẩn bị được đem đi nhuộm. Cô ơi, cô, mình nhuộm cái bông hoa tre này thì mình nhuộm màu gì là chính hết rồi? Màu vàng chứ. Màu vàng. Nhưng mà màu vàng còn màu gì nữa không ạ? Màu vàng còn màu đỏ. Màu đỏ. À. Nhưng mà truyền thống là vẫn màu vàng. Đúng rồi, truyền thống là màu vàng. Nhưng mà bình thường nhiều người lại đi chùa đầu năm mà tới lọc đỏ. Mà tới đây đỏ đầu năm thì nhuộm ít màu đỏ. Thuốc nhuộm này nó có dễ phai không? Có bị phai ra tay không? Nhưng mà có phai ra tay nhưng mà nhuộm vào này nó không phai. Nhưng mà mình sờ vào nó sẽ ra tay mình. Lâu thì nó mới đi được. Thế còn nếu mình phơi thì bao lâu phải xong không? Phơi mất một buổi. Một buổi. Sáng phơi là chưa? Phơi thì chưa khô. Vâng. Mà chưa nhuộm thì tối nó khô. Nhanh thôi à? Cô ạ, thế là cô cho cháu thử nhuộm nhá. Xem là như thế nào. Uầy, các bạn có thể thấy là từ màu trắng mà tôi chỉ cần trúng một cái thôi là nhà vào luôn. Tôi sẽ phơi một tí cho nó róc nước. Vâng. Mà gần chú yên tâm. Có mà gần trời. Vâng. Và sau cái công đoạn mà chúng tôi đã làm tất cả mọi việc, ví dụ từ cái bước mà làm bông hoa tre đến lúc mưa phơi khô đến lúc nhuộm màu và chuẩn bị cả cái thân cây giò này. Và đây là lúc mà chúng tôi sẽ mang tất cả các nguyên vật liệu của cây giò này ra nhà văn hóa xã để ghép thành một cây hoàn chỉnh. Các bạn hãy đi theo tôi nhé. À, chú ơi, chú mình cùng đi nhé. Được, không muộn. Yeah. Vật liệu này rất là nặng. Và bây giờ chúng xong 2 ngày chuẩn bị thì đây là lúc mà chúng tôi sẽ ghép thành một cây hoàn chỉnh. Đây là thành quả của chúng tôi trong suốt mấy ngày qua. Không khí tại đỉnh thôn Vệ Linh chiều mùng 5 vô cùng đông vui. Mọi người đều háo hức mong chờ xem cây giò hoa tre năm nay sẽ trồng như thế nào. Các cụ cao niên được dân làng tín nhiệm sẽ là những người được cắm bông đại lộc và những bông hoa tre đầu tiên. Tôi may mắn được tiếp chuyện với cụ Nguyễn Lộc Cửu, một trong những người am tưởng về tục rước giò hoa tre của dân làng. Cô ơi, cho con hỏi là ý nghĩa cũng như là lịch sử hình thành của cây giò như thế nào? Lịch sử hình thành của cái giò hoa tre này là từ cây tre đằm ngà, chứ không phải là giò như mình quan niệm là cái giò thịt giò cá, là giò thịt giò ăn. Do quân lính chặn chơi thì quân lính nó phát hiện ra có cái quả gì về bám ngài là màu vàng, cái ngài bảo cái gì nhuộm vào tre cho nhà ngày ngày. Ngài làm bông hoa mà chơi, ngài chơi hoa này nhuộm bằng màu rành rành trên núi Sóc Sơn thì không có một loài hoa nào được châm một cái hoa của ngài, hoa tinh khiết. Các cụ truyền lại thì từ ngày xưa đến cái làng Sóc Sơn riêng này là một nhà ngài. Bao giờ cây giò đầu tiên của Ninh này đi thì các viện các làng phải đến đây bông tán cây giò. Không khí tại đỉnh thôn Vệ Linh trời mùng năm vô cùng đông vui. Mọi người đều háo hức cùng nhau xem cây giò hoa tre năm nay sẽ trồng như thế nào. Các cụ khi tối xong làm tín hiệu thì quay trở về đèn hạ cắm bông đại lộc. Tối rồi xong thì những quả lộc tiếp chuyện cho những quả lộc và cho những quả nhị áp tiền thì cướp thường ngày. Như vậy cướp đi ra là phải quan thiện với văn minh, chứ không mất lịch sự như ngày xưa. Sau khi các cụ cao niên cắm những bông hoa tre tượng trưng đầu tiên, chú Lợi và những chàng trai trong làng sẽ đại diện cho thế hệ con cháu tiếp tục hoàn thiện cây giò hoa tre vào chiều mùng năm Tết. Tuyệt đối vàng mà không phải dùng thuốc gì đâu. Chú bây giờ cũng trời tối rồi, chú mình đã làm xong được cái cây giò hoa tre. Cho hỏi thì ngày mai mấy giờ rước? Ngày mai là 5 giờ là rước, tập trung 6 giờ cho đầu rước cây giò vào đây. Vâng. Thế rồi chú cho mình thu dọn để về sớm nhé. Ngày mai lấy sức của chú cho mình đi trước. Chúng ta hãy cùng nhau đi theo đoàn nhé.
Vậy là vừa rồi sau 2 giờ đi bộ thì đoàn rước của thôn Vệ Linh đã đến đền thượng và tất cả các đoàn rước của các thôn sẽ cùng nhau tập trung tại đền thượng để làm lễ. Độc lập, tự do, hạnh phúc, kính đỉnh, thần linh núi sóc, pháp lĩnh sơn thần, tà giang hiển ánh, thánh thần vương. Giờ dâng lễ phẩm lễ vật của các cô nàng đã đến. Vệ linh cây cỏ lẫn mây ngàn, muôn tía ngàn hồng đẹp thế gian, ngựa sắt bay rồi danh sử chép, anh hùng còn mãi với giang sơn. Hoa tre, lễ phẩm đồng nước dân anh thường bằng thần là nét văn hóa đặc trưng của lễ hội giáo. Đúng ạ, các bạn đã nhìn thấy thì đây chính là lễ rước, lễ vật đầu tiên của thôn Vệ Linh, đó chính là cây giò hoa tre. Và trong giây phút này thì tôi cảm thấy thực sự là rất tự hào và cảm thấy rất thiêng liêng khi được chứng kiến được cái lễ rước, lễ vật của ngày hôm nay, lễ hội đền gióng vào mùng sáng mùng 6 tháng Giêng năm 2015. Vậy là lễ rước cây giò hoa tre của thôn Vệ Linh đã hoàn thành. Và bây giờ thì cây giò hoa tre sẽ được mang xuống đền hạ để cho người dân tứ phương sẽ cùng nhau dành lấy lộc cho mình. Và khung cảnh bây giờ đang rất hỗn độn và rất nhiều người dân đang đổ dồn ra phía cây giò hoa tre để có thể dành cho mình những phần lộc. Và bản thân tôi đang rất là muốn dành lấy một cái lộc với cây một bông hoa tre ở trên cây giò hoa tre kia. Nhưng với không khí như thế này, với số lượng người lớn như thế này, tôi không biết tôi có thể lấy được không. Ôi cô, sau khi mà cô đã lấy được cái lọc cho mình thì cảm nhận của cô thế nào ạ? Tôi thấy nhẹ người lắm, tại vì là năm nay là năm sớm. Thế là cô đi lễ thì nói thật, nên trên kia nó đông quá, cô như về đây. Đây là lọc của trời, của thánh thì mình cũng đặt để về nó. Vâng, hy vọng là cái lọc này sẽ mang lại cho cô rất là nhiều may mắn. Chúc là gia đình cô sẽ luôn dồi dào sức khỏe cũng như là nhiều hạnh phúc, nhiều may mắn. Vâng, cảm ơn cô ạ. Bây giờ là 9 giờ và phần rước lễ của thôn Vệ Linh đã hoàn thành. Tuy nhiên thì hiện tại vẫn là phần rước lễ của 7 thôn làng còn lại. Và hôm nay thì tôi rất là không may mắn khi mà đã không lấy được cho mình được cái phần lộc, đó là lấy được những bông hoa tre từ cây giò hoa tre sau khi mà được rước xong. Và mãi xem hộ lắm mà tôi không biết chủ lợi đang ở đâu cả. Thì chắc bây giờ tôi phải đi tìm chú ý thôi. Vậy là 3 ngày đã kết thúc và lễ rước cây giò hoa tre của thôn Vệ Linh đã hoàn thành. Chắc là ngay bây giờ đây thì tôi đã phải chia tay chú Lợi và hy vọng rằng năm sau thì tôi sẽ gặp nhau may mắn hơn để có thể giành được cây giò hoa tre riêng mình. À chú ạ. Vâng. Rước hội thì đã hết rồi. Chú tặng các cháu cái lồng hoa tre đã làm lễ. Vâng ạ. Vâng, tất cả cảm ơn chú rất là nhiều. Rất bất ngờ vì là ngày hôm nay mặc dù không trực tiếp lấy được cây giò hoa tre này nhưng tôi đã được chú Lợi tặng cho bông giò hoa tre để làm lộc. Và hy vọng rằng năm nay tôi sẽ gặp rất nhiều may mắn. Ở năm mới thì cháu cũng xin chúc chú và gia đình luôn mạnh khỏe và luôn gặp nhiều may mắn. Và cảm ơn chú rất là nhiều ạ.